trong vội lao ra tắt điện khi thấy vợ về hành động sau đó khiến ai cũng bất ngờ mới đây mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video về hành động của người chồng khi thấy vợ đi làm về theo camera ghi lại đoạn mở đầu người vợ vừa đi làm về ngoài trời đã tối lúc này hai người con đang xem tivi ở tầng 1. lúc cánh cửa kéo dần dần nâng lên người chồng từ trong nhà vội vàng lao ra tắt điện không quên dặn các con giữ im lặng và tắt tivi đi hành động sau đó khiến người xem đều bất ngờ khi người vợ mở cửa từ trong đêm tối chỗ người chồng và các con đang đứng bỗng phát sáng ánh sáng đến từ ngọn pháo nhỏ cắm trên một chiếc bánh sinh nhật hóa ra anh chồng và các con đã bí mật chuẩn bị bánh mừng sinh nhật mẹ để thêm phần bất ngờ thì mới có mạng tắt điện như vậy khi tháo khẩu trang ra, người vợ được con đội mũ sinh nhật lên đầu, sau đó cả gia đình bốn người cùng nhau thổi nến. Khung cảnh hạnh phúc khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Khung cảnh người vợ bước vào nhà thấy ba bố con đang chúc mừng, bên chiếc bánh khiến nhiều người xem cảm động. Ai nấy đều hâm mộ gia đình hạnh phúc và để lại bình luận. Có ai rưng rưng nước mắt như mình không? Ngọt ngào quá. Chỉ cần đơn giản vậy thôi, biết là chị ấy đã chọn đúng người rồi. Giàu sang phú quý không bằng cảnh này xem nhiều clip drama quá trong đầu mình còn nghĩ ra cảnh ông chồng lén lút làm chuyện xấu cơ nào ngờ xin lỗi tình cảm của hai vợ chồng qua câu chuyện trên nhắc chúng ta đừng bao giờ quên dành tình yêu thương cho người thân của mình đừng ngại thể hiện tấm lòng dù là bằng cử chỉ nhỏ nhất đặc biệt là với những người phụ nữ đã hy sinh cả cuộc đời cho chồng con bởi sau cùng trên đời này không gì vô giá bằng tình cảm chân thành giữa con người với nhau tiền bạc vật chất có thể mất đi nhưng yêu thương là vĩnh cửu